tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mở tài khoản mở mật khẩu của con Oppo A7 nhá. Rồi ok, đây là các bạn thấy không? Ok. Máy của em gái rất là xinh nha. Ok, bây giờ không có mật khẩu là không vô trong được nha các bạn. Ok, máy này thì mình chạy mật khẩu mình phải tháo máy nha. Ok, bây giờ mình tháo máy ra nè. Ok, mình tháo ra nè. Mấy con này thì phải tháo hết cho nha các bạn. Cái này mình chạy bằng UFI nhá. Nếu các bạn có cái box UFI thì mới chạy được nha. Còn không có thì các bạn chạy bằng tài khoản hãng nhá. Ok, mình bóc miếng siêu của nó ra nè. Để tí mình câu nha các bạn. Rồi ok, bây giờ các bạn lấy kìm các bạn cắt cái siêu này ra nha, mới câu vào được nha. Ok, cái này các bạn cắt khéo nha, không có đụng vào mấy con tủ nó ảnh hưởng mất công lắm nha. Ok, bây giờ các bạn câu nè. Ok, các bạn câu theo cái hình này nha. Ok, các bạn câu theo cái hình này cho mình nha. Này các bạn câu kỹ nha. Các bạn chỉ cần câu 4 giây là được rồi. Mình thì mình câu có 4 giây à. Mình không có câu VCC với VCCQ. Tại mình đút chưa sạc vào cho nó mà. Rồi câu ok, các bạn gắn vào cái sườn nhá. Gắn sườn, gắn cổng cáp sạc vào nha. Gắn vào cổng cáp sạc này. Ok, các bạn cẩn thận không đứt dây nhá. Đứt dây mới công câu lại nữa. Rồi ok, bây giờ mình qua bên box wifi nè. Ok, khi các bạn mở cái box wifi lên thì nó có thể có giao diện như này nhá. Các bạn nhớ tích vào
delete mmc ở đây nhá. Ok các bạn check nào. Ok check như vậy là nó nhận ok rồi đó các bạn. Bạn thấy Oppo A7 không? Ok bây giờ các bạn ấn vào user. Ok các bạn chọn là free reset cho mình nhá. Ok các bạn chờ cho nó chạy thôi nha. Cái này chạy cũng hơi lâu á, chạy chừng 5 phút đến 7 phút gì á. Thì các bạn cứ kệ nó cho nó chạy thôi. Nào xong thì mình lấy tháo ra mình test. Rồi ok các bạn, nó báo đôn rồi nè các bạn thấy không? Báo vậy là ok nha. Giờ mình mang đi mình giáp lại nha. Ok bây giờ mình gỡ hết dây ra nè. Ok bây giờ mình gắn vào mình mở nguồn lên cho các bạn xem nha. Ok mình mở nguồn lên nè. Rồi lên nguồn ok nhé các bạn. Ok bây giờ trong thời gian chờ đợi nó khởi động thì mình bắt ốc vào nha. Mình giáp vào nó khởi động lên là vừa nhá. Tại này mới format xong nó chạy hơi lâu. Ok các bạn gắn cáp bên tay vào, giáp vào. Rồi xong ok nha các bạn, máy lên luôn rồi nè. Ok bây giờ mình kích hoạt vào trong nha. Bỏ qua bỏ qua. Rồi ok chào tất cả các bạn nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.